Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Tú để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Đó, để đẹp không ha. À, chào em. Dạ, chào anh ha. Chào cô chú anh chị đam mê mai vàng cả nước nha. Nay em có một số phôi mai bonsai mini hết cả nhà để giao lưu cùng cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ cho em ha. Chương trình em cũng như xưa giờ ha, bao sóng bao ship cả nhà toàn quốc nha. Rồi, đây là cây số 1 ha cả nhà. Rồi, mã số 1. Rồi, cao 30. Hoành trên đây 13 ha. Cũ đây. Dưới đây 17 cả nhà ơi. Đó. Cây số 1 giá 250.000. Rồi, xuống cây. Cây số 2 ha. Cây này chơi bonsai đẹp nha cả nhà. Cao 33. Hoành 13. Rồi, xây luôn. Này đóng tàn đổ xuống cái nữa ha. Chơi. Rồi, cây số 2 giá 250 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, xuống cây. Cây số 3 cao 50. Hoành 13 luôn. Tay cành đều ha. Dạ, tay cành đều. Để lơm. Rồi, cây số 3 giá 250 luôn ha cô chú anh chị. Rồi, xuống cây. Cây số 4 cao 30. Hoành 11. Để luôn, nơm luôn. Dạ, để đều luôn ha. Để này cạo xuống được ha. À, cạo xuống cái là ăn cố hết luôn cả nhà. Cây số 4 giá 300 hả cô chú anh chị. Rồi, xuống cây. Cây số 5 cao 24. Hoành 13. Đó, nguyên cây bệ đế ha. Cây số 4 này, cây số 5 này em giao lưu cả nhà giá 250 luôn. Rồi, xuống cây. Cây số 6 cao 28. Hoành 13. Nơm đặc kẹo ha. Rồi, cây số 6 này giá 300 hả cả nhà. Rồi, xuống cây. Cây số 7 cao 24. Hoành 13 yếu miếng nha. Cây số 7 này giá 300 luôn cả nhà. Rồi, xuống cây. Cây số 8 cao là 27. Dưới dưới gì ta? Hoành 13. Trật trả. Rồi, cây số 8 giá 300 hả cô chú anh chị? Rồi, xuống cây. Cây số 9 cao 24. Hoành 12 hả cô chú anh chị. Cây số 9 em giao lưu cô chú anh chị giá 250 luôn. Rồi, xuống cây. Cây số 10 cao là 29. Hoành 14. Rồi, để đây rồi quý vị. Rồi, cây số 10 em giao lưu cả nhà giá 350. Rồi, xuống cây. Cây 11 cao 20 đi. Hoành 11 luôn. Để luôn à quý vị. Để quái nha. Cũng quái quái đây ha. À, cái cụm bên đây nè. À. Rồi, cây 11 giá 300 luôn cả nhà ơi. Rồi, xuống cây. Cây 12, một cây dáng bay ha. Chiều bay 30. Hoành thân này nhỏ nha nha. 11 hoành. Để luôn. Rồi, cây 12 này giá 250 luôn cả nhà ơi. Rồi, xuống cây. Cây 13 cao là 24. Hoành là 13. Rồi, xây xây luôn. Để luôn nha quý vị. Rồi, cây 13 này em giao lưu cả nhà giá 300. Rồi, xuống cây. Cây 14 cao 30. Hoành thân 12. Rồi. Để nơm củ nở ha. Rồi, cây 14 này giá là 250 cô chú anh chị ơi. Rồi, xuống cây. Cây 15 cao là 47. Tay cành cũng khá đều ha. Hoành 12. Rồi, để luôn à quý vị. Rồi, cây 15 này em giao lưu cả nhà giá 250 luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, cây 16 cao 30. Hoành 12. Cây 16 này em giao lưu cô chú anh chị giá là 300. Rồi, xuống cây. Cây 17. Đó, cây này để đẹp ha. Cao vậy đi. 20. Chiều cao khiêm tốn. Hoành 14. Rồi, để luôn quý vị. Này cũng nhìn cũng quái cây quá ha. Dạ. Này chuẩn dáng bonsai vô chậu nhỏ nhỏ chơi nha cả nhà. Rồi, cây 17 giá 300 cô chú anh chị ơi. Rồi, xuống cây. Cây 18 ha. Cao là 39. Hoành 14.
Rồi để luôn quý vị. Cây 18 này em giao lưu cô chú anh chị giá là 300. Rồi xuống cây. Cây 19 cao 30, hoành 14. Để luôn. Rồi cây số 19 em giao lưu cả nhà giá 300. Rồi xuống cây. Cây 20. Rồi chiều bay em nói là 30. Cây này cũng quái cây nha. Hoành 15. Quái quái này ha. Quái quái ha. Rồi cây 20 giá 300 luôn cả nhà ơi. Rồi xuống cây. Cây 21 ha. Cao là 25. Hoành là 14. Rồi, để luôn. Thì hai cái chân ha. Hai chân trước ha cả nhà. Đó. Tựa anh thú luôn. Rồi cây 21 này giá 2,5 cả nhà ơi. Rồi, xuống cây. Cây 22. Đít. Cao 35. Đít. Rồi hoành 16. Lắc lắc ha. Để nộm ha, lắc 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 có đít ha. Rồi mã số 22 giá 350 ha cô chú anh chị. Rồi, xuống cây. Cây số 23. Cao 30. Hoành 17. Cây 23 này em giao lưu cả nhà giá 300 luôn. Rồi xuống cây. Cây 24 cao 39. Hoành 15. Đấy đều ha. Cây 24 này giá 350 cô chú anh chị. Rồi xuống cây. Cây 25 cao là 29 ha. Hoành 15. Thế luôn quý vị. Mã số 25 này em giao lưu cả nhà giá 300 luôn. Rồi, xuống cây. Số 26 ha. Cao 24. Hoành 14. Cái rồi, cũ. Xây luôn. Cái cũ hết biết ha. Cũ chản luôn. Dạ. Hết biết cái cũ ha. Rồi cây 26 này 350 ha cô chú anh chị. Rồi, xuống cây. Đi 27 luôn. Cao 30. Hoành 14 hơn ha, 15 yếu miếng xíu à. Cây 27 này giá 300 ha cô chú anh chị. Rồi, xuống cây. Đi 28. Cao là 24. Hoành 15. Để luôn quý vị. Rồi cây 28 này giá 300 luôn cô chú anh chị ạ. Rồi, xuống cây. Cây 29 cao 29 luôn. Hoành 16. Mã số 29 này em giao lưu cả nhà giá 350. Rồi, xuống cây. Cây 30 cao 30 luôn. Hoành 13. Rồi. Bộ đế hết biết ha. Viền cây ha. À. Cây 30 này em giao lưu cả nhà giá 350. Rồi, xuống cây. Mã số 31. Chân dài luôn. Em kiều nữ chân dài. Cao là 34. Hoành thân 14. À, bộ chân hết sức không? Rồi mã số 31 này em giao lưu cả nhà giá 400. Rồi xuống cây. Cây 32. Chiều cao là 40. Hoành là 14. Rồi củ đế đây quý vị. Cây 32 này em giao lưu cả nhà giá 350 ha. Rồi xuống cây. Cây 33 cao 30. Có nhánh hả? Đo đại đây đi cả nhà ơi. Đây 20 ha. Đây 14. Rồi để luôn rồi quý vị. Rồi mã số 33 này giá 400 luôn cả nhà ơi. Rồi xuống cây. Cây 34 ha. Cao 30. Hoành 15. Cây 34 này em giao lưu cả nhà giá là 300. Rồi xuống cây. Rồi, cây 35 em này quái ha. Có hai chân dài thòn mà trước ha. Cao 30. Hoành 20. Rồi quý vị nghĩ bồ đế nha. Quái quái này về vô chậu chữ nhật 40 ha cả nhà. Dài 40 ha. Chơi được rồi. Giống có cái mình thú ha. Dạ dạ, từ từ anh thú cả nhà. Cây 35 này giá 500 cả nhà ơi. Rồi xuống cây. Cây 36 ha.
chiều cao 88, hoành 16. Rồi, có tay cành luôn. Tay cành đều ha. Thân giót đọt, củ nở, đế trải 24 giờ luôn. Cây 36 này em giao lưu cả nhà giá 400. Rồi, xuống cây. Cây 37, cao là 80, hoành thân 22, tay cành cũng khá đều hết cả nhà. Củ đế luôn. Củ nở ha. Củ chẳng luôn. Củ hết biết cái củ. Rồi mã số 37 giao lưu cả nhà giá 600. Rồi xuống cây. Cây 38 ha. Cao 1 mét đúng. Hoành 16. Tay cành khá đều ha. Này về chơi cây dáng trực quân tử rất đẹp nha cả nhà. Để nơm sổ luôn á. Mình gân nữa. Đây. Rồi cây 38 em giao lưu cả nhà giá 650. Rồi xuống cây. Cây 39 ha. Cao 90. Hoành 19. Tay cành cũng khá cả nhà. Rồi xuống đế nha quý vị. Mấy nách nách em nó muốn bể xù hết ha cả nhà. Có hiện tượng hết ha. Đó, rồi cây 39 em giao lưu cả nhà giá 600 ha. Mã số 39, mã số cuối cùng của clip em ngày hôm nay nha cả nhà. Cuối clip rất mong cô chú anh chị ủng hộ cho tụi em ha. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ cho tụi em nha. Xin chào cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào clip sau nha.